Trong bản tin thứ ba ngày 13 tháng 4 hôm nay, Canada đang theo dõi việc Hoa Kỳ tạm ngưng sử dụng vaccine Johnson Johnson vì hiện tượng máu đông hiếm gặp. Và một trường hợp máu đông đầu tiên ở Canada đã được xác nhận sau khi tiêm vaccine AstraZeneca tại tỉnh Quebec. Quebec gia hạn các biện pháp khóa khẩn cấp ở ba khu vực. Tỉnh Alberta có thể áp đặt thêm hạn chế nếu các ca COVID-19 tiếp tục gia tăng. Bác sĩ hàng đầu của tỉnh BC kêu gọi người dân ở lại gần nhà khi tỉnh này phải vật lộn với làn sóng thứ ba của dịch COVID-19. Hơn 100 cá nhân có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao được xác định sau khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 tại một nhà hàng ở thành phố Vaughan, Ontario. Đại sứ Trung Quốc phủ nhận hành vi ngược đãi hai người dân Canada đang bị giam giữ. Làm sao để nhận tiền hoàn lại từ Air Canada? Và Vaccine Moderna có hiệu quả trên 90% trong vòng 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai. Giá Bitcoin đạt mức kỷ lục trước thèm sàn giao dịch tiền ảo Coinbase niêm yết cổ phiếu. Nhật Bản lên kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý vào biển trong vòng 2 năm tới. Grab, công ty Đông Nam Á cung cấp dịch vụ vận chuyển đi lại niêm yết trong thương vụ trị giá 40 tỷ đô la Mỹ, thương vụ SPAC lớn nhất từng được ghi nhận. Một em bé 11 tuổi ở Texas bị bắn chết sau khi những đứa trẻ khác tìm thấy súng trong xa hơi. Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn các bạn cùng theo dõi bản tin Canada nổi bật hàng ngày của kênh Culture Channel, cũng như một số tin thế giới đáng chú ý khác được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất in ấn và phát hành tại Canada. Nếu các bạn chưa đăng ký subscribe thì Hoàng Anh mời các bạn đăng ký subscribe và nhớ bấm nút chuông kế bên để nhận được thông báo khi chúng tôi có các video mới. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách giúp chia sẻ, share video và bấm nút like nếu các bạn thấy thông tin là hữu ích. Xin chân thành cảm ơn các bạn. Sau đây là bản tin chi tiết. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày, thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn. Trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chết ngừa và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng covid19/ontario-ca. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario. Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh CDC, Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ FDA đều đang khuyến cáo chính phủ ngừng sử dụng vaccine COVID-19 của Johnson Johnson sau khi họ ghi nhận có 6 ca xuất hiện chứng máu đông tình trạng nặng và rất hiếm gặp. Được biết, 6 ca mắc chứng máu đông trên nằm trong hơn 6.8 triệu liều vaccine Johnson Johnson đã được tiêm ở Hoa Kỳ. Theo tiến sĩ Anne Shuchat, phó tổng giám đốc ở CDC và tiến sĩ Peter Marks, giám đốc trung tâm đánh giá và nghiên cứu sinh học ở FDA, Sáu bệnh nhân đều là nữ giới, thuộc độ tuổi từ 18 đến 48, có triệu chứng máu đông sau 6 đến 13 ngày từ khi tiêm chủng. Theo đó, cơ quan CDC và cả FDA sẽ tổ chức các cuộc họp để đánh giá và phân tích chuyên sâu về 6 ca bệnh này, cũng như phân định mức độ ý nghĩa của 6 ca bệnh này đối với sự an toàn của vaccine. Theo thông báo trên từ CDC và FDA, tất cả các địa điểm tiêm chủng, trung tâm, sức khỏe cộng đồng và tương tự sẽ phải ngưng sử dụng vaccine Johnson Johnson ngay lập tức. Johnson Johnson đã quyết định chủ động trì hoãn việc triển khai vaccine của mình ở châu Âu. Tại Canada, thì Bộ Y tế đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở Hoa Kỳ. Mặc dù vaccine Johnson Johnson đã được chấp thuận sử dụng ở Canada kể từ ngày 5 tháng 3, vẫn chưa có lô vaccine nào cập bến Canada tới lúc này Bộ Y tế cũng đã yêu cầu công ty Johnson là công ty dược phẩm sản xuất vaccine này, cung cấp thông tin về bất kỳ trường hợp nào thuộc các sự kiện đông máu hiếm gặp này. Thủ tướng Justin Trudeau nói với các phóng viên vào sáng thứ Ba hôm nay rằng, Canada vẫn đang mong đợi lô hàng vaccine Johnson Johnson đầu tiên vào cuối tháng 4, nhưng bất kỳ quyết định nào sẽ dựa trên tất cả các bằng chứng hiện có. Vaccine Vector Virus Johnson Johnson là vaccine thứ tư được phép sử dụng ở Canada chính phủ liên bang đã bảo đảm quyền tiếp cận tới 38 triệu liều vaccine Johnson Johnson với một thỏa thuận cho ít nhất 10 triệu liều và tùy chọn mua thêm 28 triệu liều. Trong khi việc bổ sung vaccine Johnson Johnson vào danh sách các vaccine đã được phê duyệt của Canada sẽ giúp đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng hàng loạt. Nếu các nhà chức trách liên bang quyết định ngừng sử dụng vaccine này ở Canada, chính phủ vẫn dự kiến sẽ có đủ vaccine để đáp ứng mốc thời gian đã hứa trong tháng 9. Giám đốc Y tế Công cộng là tiến sĩ Theresa Tam cho biết, quy trình Bộ Y tế Canada và cơ quan NACI đã thực hiện với các báo cáo về tác dụng phụ liên quan đến vaccine AstraZeneca cũng sẽ tương tự như quy trình đánh giá vaccine Johnson and Johnson. Canada cũng đã xác nhận trường hợp đông máu đầu tiên sau khi tiêm vaccine AstraZeneca Trường hợp máu đông rất hiếm gặp nhưng có khả năng gây tử vong đầu tiên liên quan đến vaccine AstraZeneca Oxford đã được ghi nhận ở Canada. Bộ Y tế và Dịch vụ Xã hội của tỉnh Quebec xác nhận một người trong tỉnh đã gặp trường hợp đông máu, còn được gọi là giảm tiểu cầu miễn dịch prothrombotic do vaccine. Bộ trưởng Y tế Quebec Christian Dubé sau đó đã xác định người này là phụ nữ. Người này đã được chăm sóc và tình trạng đã ổn định, Ủy ban Cố vấn Quốc gia về tiêm chủng là cơ quan Nasi cho biết, trong tháng trước, tình trạng máu đông hiếm gặp này xảy ra với tỷ lệ khoảng 1 trên mỗi 100.000 người dân được tiêm chủng, với tỷ lệ tử vong khoảng 40%. Mặc dù cần nghiên cứu thêm và nguy cơ đó sẽ giảm nếu được điều trị sớm, nhưng con số đó có thể thay đổi khi có thêm thông tin. Bộ trưởng Dupe cho biết, tỉnh đang thực hiện một cách tiếp cận, rất thận trọng và theo dõi chặt chẽ bất kỳ phản ứng bất lợi nào liên quan đến vaccine. Ông cho biết các quan chức y tế đã chuẩn bị cho khả năng này. Vào tháng trước, tiến sĩ Caroline Quatt, chủ tịch cơ quan Nazi cho biết, nguy cơ đông máu hiếm gặp dường như chỉ xảy ra ở những nhóm dân số trẻ hơn. Đó là lý do tại sao Ủy ban khuyến nghị ngừng tiêm vaccine AstraZeneca Oxford ở những người dưới 55 tuổi. Mọi tỉnh và vùng lãnh thổ ở Canada sau đó đã đình chỉ việc sử dụng vaccine ở người Canada dưới 55 tuổi cho đến khi biết thêm thông tin về tình trạng bệnh và mối liên hệ của nó với vaccine. Bà Quách cũng cho biết vaccine này hoạt động hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh nghiêm trọng và tử vong ở những người trên 55 tuổi, đặc biệt là ở những người trên 70 tuổi và nguy cơ đông máu dường như không xuất hiện ở những nhóm tuổi đó. Tổng số người ở châu Âu được ghi nhận bị chứng máu đông hiếm gặp sau khi tiêm chủng là rất nhỏ. Tính đến tháng này, hàng chục trường hợp đã được báo cáo so với hàng triệu người được tiêm cơ quan y tế công cộng của Canada đã đưa ra một tuyên bố vào ngày 29 tháng 3 nói rằng không có lý do gì để lo lắng đối với những người Canada đã được chủng ngừa vaccine AstraZeneca trong hơn 20 ngày. Nhưng bạn nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức trong trường hợp hiếm gặp nếu thấy các triệu chứng sau đây 4 ngày trở lên sau khi tiêm chủng. Khó thở, tức ngực, chân bị sưng tấy lên, đau bụng dai dẳng, khởi phát đột ngột các cơn đau đầu dữ dội hoặc dai dẳng hoặc mờ mắt da bị bầm tím mà không phải ở vị trí tiêm chủng. Cơ quan Y tế Canada cho biết, quyết định về loại liều thứ hai sẽ được cung cấp cho những người đã được tiêm vaccine AstraZeneca, sẽ được xác định dựa trên bằng chứng và nghiên cứu mới nhất. Hầu hết các biến chứng ở châu Âu xảy ra trong vòng 14 ngày sau khi tiêm AstraZeneca và phần lớn là ở phụ nữ dưới 55 tuổi. Canada đạt mốc 20% dân số đã tiêm ít nhất một mũi tiêm vaccine COVID-19. Một phần năm dân số Canada hiện đã nhận được ít nhất một liều vaccine để bảo vệ chống lại COVID-19. Quốc gia này đã đạt cột mốc quan trọng vào thứ Ba hôm nay, hiện đã tiêm cho hơn 7.68 triệu người dân ở Canada, tức chỉ hơn 20% dân số. Canada có dân số khoảng 37,7 triệu người, khoảng 31,5 triệu người trên 16 tuổi và đủ điều kiện nhận vaccine COVID-19 cho đến nay 2,1% dân số được tiêm chủng đầy đủ, có nghĩa là họ đã nhận được hai liều vaccine theo yêu cầu. Cư dân tỉnh Ontario từ 18 tuổi trở lên tại khu vực nguy cơ lây nhiễm cao có thể đi tiêm vaccine tại phòng tiêm chủng di động ở North Etobicoke và Toronto, Tỉnh Ontario đã công bố phòng khám di động đầu tiên sẽ bắt đầu tiêm chủng cho khoảng 15.000 người từ 18 tuổi trở lên trong vài tuần tới. Phòng khám nằm ở North Etobicoke, tại ngôi đền Hindu Babs Sri Swaminarayan Mandir, nằm gần Finch Avenue, và sẽ hoạt động với sự cộng tác của tổ chức từ thiện Babs, cơ quan y tế công cộng Toronto và hệ thống y tế William Osler Health System. Những người từ 18 tuổi trở lên sống ở các mã bưu điện sau đây đủ tiêu chuẩn để đi tiêm vaccine M9R, M9V, M9W, L4T, L6S. Việc đặt hẹn sẽ được thực hiện thông qua hệ thống đặt hẹn của hệ thống bệnh viện William Osler và bắt đầu từ ngày 13 tháng 4. Kế hoạch phòng khám di động tại các điểm nóng đầu tiên sẽ có hiệu lực ở một số mã bưu chính nhất định ở Toronto và vùng Peel. Tỉnh Ontario cũng cho biết các nhân viên giáo dục làm việc hoặc sinh sống tại các địa điểm nóng này ở thành phố Toronto và vùng Peel sẽ được cung cấp một lá thư đủ điều kiện từ hội đồng trường địa phương của họ để được tiêm vaccine. Kể từ thứ hai, những người trong độ tuổi từ 18 đến 49 tại ba điểm nóng của thành phố Toronto COVID-19 sau đây hiện có thể đăng ký vaccine thông qua mạng lưới y tế đại học University Health Network UHN các mã bưu điện là M5V, M6E, M6H. Mạng lưới y tế đại học UHN lưu ý rằng, việc đăng ký không phải là một hệ thống đặt lịch hạn. Sau khi bạn đăng ký, cơ quan này sẽ liên hệ với bạn khi có cuộc hẹn. Sau đây là cập nhật nhanh tình hình COVID-19 trên khắp Canada. Tính đến tối thứ Ba, ngày 13 tháng 4, Canada báo cáo thêm 7.549 ca nhiễm mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm COVID-19 ở Canada lên mức 1.078.562, với 78.130 ca còn bệnh, đã có hơn 976.800 ca phục hồi. Số người tử vong là 23.392. Thủ hiến Quebec, ông François Legault thông báo tỉnh sẽ gia hạn các biện pháp khẩn cấp thêm một tuần nữa ở ba khu vực Utahue, Chartier, Appalach và thành phố Quebec cho đến ngày 25 tháng 4 vì số ca COVID-19 tiếp tục tăng. Điều đó có nghĩa là các trường học và các cơ sở kinh doanh không thiết yếu tiếp tục đóng cửa, cũng như lệnh giới nghiêm ở các khu vực này được áp đặt. Các quan chức y tế của tỉnh hôm thứ Ba cũng báo cáo 1.490 ca bệnh mới và 12 ca tử vong. Tỉnh cho biết, số người nhập viện hiện là 643 người, với 150 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh Ontario báo cáo thêm 3.670 ca nhiễm mới và 15 ca tử vong vào thứ Ba hôm nay. Thủ hiến Doug Ford đã bảo vệ việc triển khai vaccine của tỉnh. Ông cho biết, đã có sự nhầm lẫn về việc những người dưới 50 tuổi có mã bưu điện ở một trong những điểm nóng nên đặt lịch hẹn tiêm vaccine như thế nào nhưng Thủ hiến Ford đã làm rõ trong cuộc họp vào thứ Ba hôm nay rằng họ sẽ phải tìm một phòng khám di động, trước tiên ở một số mã bưu chính nhất định ở thành phố Toronto và vùng Peel. Chính phủ cho biết các cá nhân có thể liên hệ với các đơn vị y tế địa phương để biết chi tiết. Các cuộc hẹn đã không được đặt thông qua cổng đặt hẹn như nhiều người đã nghĩ. Các quan chức y tế ở Ontario cho biết hiện có 1.822 người phải nhập viện để điều trị COVID-19, trong đó có 626 người đang được chăm sóc đặc biệt một con số cao kỷ lục. Bệnh viện SickKids của Ontario đang chăm sóc cho 8 người lớn trong ICU, lần đầu tiên cho bệnh viện này. Việc chăm sóc cho trẻ em không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, Children's Hospital của khu vực Eastern Ontario, một bệnh viện nhi lớn ở Ottawa, đã thông báo rằng họ cũng sẵn sàng dường bệnh cho người lớn nếu cần. Tại khu vực Đại Tây Dương Canada, kế hoạch tái khởi động bong bóng du lịch Đại Tây Dương vào thứ Hai tới đã bị trì hoãn cho đến ngày 3 tháng 5. Các lãnh đạo của khu vực Đại Tây Dương sẽ gặp lại trong tuần cuối cùng của tháng 4 để xem xét tình trạng bùng phát dịch bệnh trong khu vực và xác định liệu có cần trì hoãn thêm đến ngày 10 tháng 5 hay không. Tỉnh Alberta tiếp tục chứng kiến số lượng người nhập viện vì COVID-19 ngày càng tăng, theo bác sĩ hàng đầu của Alberta cho biết. Tiến sĩ Dina Hinshaw, giám đốc y tế của Alberta, cho biết tại một cuộc họp báo, Số ca nhập viện đang gia tăng trên toàn tỉnh và các ca bệnh tiếp tục tăng mạnh. Nhóm của tôi đang theo dõi chặt chẽ và nếu chúng tôi không thấy tốc độ tăng trưởng sớm chậm lại, có thể cần phải có các biện pháp tiếp theo. Tỉnh Alberta đã báo cáo thêm 1.081 ca nhiễm mới và thêm 3 ca tử vong. Số ca nhập viện hiện là 402 người, trong đó có 88 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Tỉnh cũng ghi nhận thêm 705 ca từ các biến thể đáng lo ngại, hiện chiếm 52% các ca đang bệnh ở tỉnh Alberta. Bà Hinshaw khuyến khích tất cả người dân Alberta đi tiêm phòng càng sớm càng tốt. Bà nói, những loại vaccine này có tác dụng thậm chí chống lại các biến thể. Bằng chứng có sẵn chỉ ra rằng tất cả ba loại vaccine mà chúng tôi hiện có là Moderna, Pfizer và Covishield AstraZeneca ngăn chặn hiệu quả biến thể chiếm ưu thế nhất ở tỉnh Alberta là biến thể B117. Đồng thời, bà Henshaw gợi ý có thể tổ chức một số sự kiện lớn vào mùa hè này nếu đủ số người được tiêm chủng và số ca bệnh giảm dần. Thủ hiến Jason Kenney cũng đã đưa ra một số đề cập trong tuần qua về sự kiện Calgary Stampede được tổ chức vào đầu tháng 7, nói rằng nó cùng với các sự kiện thể thao và các lễ hội khác có thể được tiếp tục. Tuần này, tỉnh khai trương các phòng khám nhanh ở Edmonton và Calgary. Thủ hiến Kenney cho biết, tỉnh Alberta đang trên đường cung cấp 300.000 liều vaccine mỗi tuần và cung cấp cho mọi người lớn ít nhất một liều vào cuối tháng 6. Trong khi đó, tại tỉnh British Columbia, tỉnh ghi nhận thêm 873 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Tổng số 377 người đang nằm viện, với 117 bệnh nhân đang được chăm sóc đặc biệt. Thủ hiến John Hogan gợi ý rằng có thể có nhiều hạn chế hơn nữa để ngăn chặn làn sóng thứ ba của đại dịch. Thủ hiến cho biết quan chức y tế tỉnh là tiến sĩ Bonnie Henry sẽ cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào. Về các hạn chế mới, có thể xảy ra vào thứ Năm trong cuộc họp giao ban nơi dữ liệu mô hình COVID-19 mới nhất của tỉnh sẽ được trình bày. Bác sĩ hàng đầu của tỉnh BC cũng đang kêu gọi người dân ở lại gần nhà khi tỉnh này phải vật lộn với làn sóng COVID-19 thứ ba. Tỉnh BC hiện đang tiêm vaccine cho người lớn từ 40 tuổi trở lên, đủ điều kiện tại các điểm nóng có nguy cơ cao về lây truyền như Whistler và Prince Rupert trong khi chương trình dựa trên độ tuổi đang dần được triển khai. Những người từ 40 tuổi trở lên tại các điểm nóng có thể đăng ký vaccine theo ngày sau đây. Thứ hai, ngày 12 tháng 4, những người sinh năm 1966 trở về trước, tức là 55 tuổi trở lên. Thứ tư, ngày 14 tháng 4, những người sinh năm 1971 trở về trước, tức là 50 tuổi trở lên. Thứ sáu, ngày 16 tháng 4, những người sinh năm 1976 trở về trước, tức là 45 tuổi trở lên. Thứ hai, ngày 19 tháng 4, những người sinh năm 1981 trở về trước, tức là 40 tuổi trở lên. Đăng ký vaccine không giống như đăng ký cuộc hẹn để tiêm vaccine. Sau khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được mã xác nhận, sau đó là email, tin nhắn hoặc cuộc gọi, cho họ biết khi nào họ đủ điều kiện sử dụng mã để đặt lịch hẹn. Nếu bạn muốn đăng ký qua điện thoại, bạn có thể gọi số 1833 838 2323. Dịch vụ qua điện thoại có sẵn với hơn 110 ngôn ngữ. Tại các tỉnh Prairie, Manitoba báo cáo thêm 135 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Các quan chức y tế ở tỉnh Saskatchewan báo cáo thêm 288 ca nhiễm mới và 2 ca tử vong. Theo lệnh y tế công cộng mới nhất, các cuộc tụ họp trong nhà chỉ giới hạn cho các thành viên của một hộ gia đình có hiệu lực ngay lập tức. Tỉnh Nova Scotia báo cáo 6 ca nhiễm mới. Newfoundland báo cáo một ca nhiễm mới và không có ca bệnh mới nào ở Prince Edward Island. Vùng lãnh thổ Yukon có một ca nhiễm mới. Có hơn 100 người có nguy cơ bị nhiễm COVID-19 được xác định sau khi tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 tại một nhà hàng ở thành phố Vaughan, Ontario. Cơ quan y tế công cộng vùng York đã xác định được khoảng 105 người có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 sau khi dịch bùng phát tại một nhà hàng ở thành phố Vaughan. Cơ quan đã ban hành một thông báo vào thứ Ba cho những hành khách đã tới ăn tại nhà hàng Avenue CB Avenue ở số 10519 Islington từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4. Các quan chức đang gặp khó khăn trong việc xác định các cá nhân do thông tin liên hệ không đầy đủ. Bất kỳ ai ăn tại nhà hàng trong khoảng thời gian kể trên đều được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày sau khi họ đến và theo dõi chặt chẽ các dấu hiệu và triệu chứng của virus. Nếu các triệu chứng phát triển, họ được yêu cầu đi xét nghiệm. Nhà hàng đã đóng cửa vào ngày 1 tháng 4. Tuần trước, thì Cơ quan Y tế Công cộng khu vực vùng York đã đưa ra một thông báo tương tự, xác định ít nhất có 84 khách hàng có nguy cơ nhiễm bệnh sau khi 7 nhân viên tại một tiệm làm móng ở thành phố Vaughan xét nghiệm dương tính với COVID-19. Đại sứ Trung Quốc phủ nhận hành vi ngược đãi hai người Canada đang bị giam giữ. Đại sứ Trung Quốc tại Canada nói rằng, các phương tiện truyền thông đã thổi phồng những câu chuyện về hành vi ngược đãi đối với hai người Canada đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Phát biểu tại một sự kiện do Hội đồng quan hệ đối ngoại Montreal tổ chức, ông Kong Pei Wu cho biết, ông Michael Spavor và Michael Kovrig đang bị xét xử vì tội danh thu thập bí mật của nhà nước và tiết lộ chúng ra nước ngoài. Ông nói rằng các phiên tòa xét xử họ không công khai vì cáo buộc của họ liên quan đến an ninh quốc gia của Trung Quốc. Ông cáo buộc các phương tiện truyền thông phương Tây đã đăng thông tin không chính xác về các điều kiện cuộc sống của hai người Canada đang bị giam giữ này. Hai ông Michael đã bị bắt giữ vào tháng 12 năm 2018 để trả đũa việc Canada bắt giữ giám đốc điều hành Huawei là bà Mạnh Vãn Châu theo yêu cầu dẫn độ từ Hoa Kỳ. Họ đã bị giam giữ kể từ đó, dựa trên những gì chính phủ Canada và các nhà quan sát đã mô tả là những cáo buộc không có thật nhằm gây áp lực buộc Canada phải thả bà Mạnh. Sau hơn 2 năm bị giam giữ, hai phiên tòa điều trần đầu tiên dành cho họ đã kết thúc vào tháng trước với bản án sẽ được công bố một ngày không xác định. Việc tuyên án trong hệ thống pháp luật của Trung Quốc có thể kéo dài trong nhiều năm. Một số điều bạn cần biết để nhận tiền hoàn lại từ Air Canada. Air Canada và chính phủ liên bang đã đạt được thỏa thuận về gói viện trợ trị giá 5,9 tỷ đô la thông qua quỹ tài trợ khẩn cấp cho các nhà tuyển dụng lớn, Large Employer Emergency Financing Facility, gọi tắt là LEF. -E -E Một phần trong thỏa thuận của họ là hãng hàng không đồng ý hoàn tiền cho những hành khách có chuyến bay bị hủy do đại dịch khoảng 1,4 tỷ đô la đã được dành cho hạng mục này, theo thỏa thuận mà công ty phải bắt đầu chậm nhất là ngày 30 tháng 4. Air Canada cho biết trong một thông cáo báo chí rằng, khách hàng có thể bắt đầu đăng ký hoàn tiền ngay từ thứ Ba, tức là ngày 13 tháng 4 hôm nay, và có thể yêu cầu hoàn tiền trực tuyến trên trang web của Air Canada cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2021. Khách hàng đặt vé máy bay qua đại lý du lịch phải liên hệ trực tiếp với đại lý Chính sách này cũng áp dụng cho các gói kỳ nghỉ của Air Canada, Air Canada Vacations Packages. Chính sách hoàn tiền, sửa đổi bao gồm vé và gói kỳ nghỉ của Air Canada được mua trước ngày 13 tháng 4 năm 2021. Đối với các chuyến bay bị hãng hàng không hoặc khách hàng hủy vì bất kỳ lý do gì, Air Canada cũng đã sửa đổi chính sách đặt vé cho các chuyến du lịch trong tương lai, bắt đầu từ ngày 13 tháng 4. Trong trường hợp chuyến bay của khách bị hủy hoặc dời lại hơn 3 giờ, Air Canada sẽ cung cấp cho tất cả khách hàng lựa chọn nhận tiền hoàn lại phiếu du lịch Air Canada, được gọi là ACTV Air Canada Travel Voucher, hoặc giá trị tương đương tính bằng điểm Aeroplane, Aeroplane Points, với 65% tiền thưởng. Những khách hàng đã chấp nhận điểm ACTV hoặc điểm Aeroplane sẽ có tùy chọn đổi chúng để lấy tiền hoàn lại cho hình thức thanh toán ban đầu bao gồm cả phần chưa sử dụng của phiếu ACTV, đã phát hành hoặc đã hoàn trả một phần. Ekada sẽ mở rộng tùy chọn hoàn tiền cho tất cả khách hàng đủ điều kiện có vé cho các ngày đi sau ngày 1 tháng 2 năm 2020 và những người đã mua vé của họ trước ngày 13 tháng 4 năm 2021. Các khoản tiền hoàn lại được áp dụng cho những khách hàng có chuyến bay bị hủy hoặc đã tự ý hủy chuyến bay vì bất kỳ lý do gì và những người muốn gửi yêu cầu hoàn tiền theo hình thức thanh toán ban đầu của họ. Quy định về giá vé thông thường sẽ áp dụng cho những khách hàng tự nguyện thay đổi, nhưng hãng đã mở rộng chính sách thiện chí, hiện có để khách hàng có thể thực hiện thay đổi một lần mà không tính phí cho tất cả các đặt chỗ mới hoặc hiện có được thực hiện đến ngày 31 tháng 5 năm 2021 cho chuyến đi đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Ông Galen Weston Sr., người lãnh đạo của đế chế Weston, qua đời ở tuổi 80. Ông Galen Weston Sr., người lãnh đạo của đế chế Weston, vốn kiểm soát Love Laws và các tổ chức bán lẻ khác, đã qua đời ở tuổi 80. Theo một tuyên bố của gia đình ông, ông Galen Weston Sr. đã qua đời vào thứ hai bình yên tại nhà sau một thời gian dài đối mặt bệnh tật với sự dũng cảm. Con trai ông là Galen Weston Jr. nói rằng món quà lớn nhất của cha tôi là truyền cảm hứng cho những người xung quanh, giúp họ đạt được nhiều hơn những gì họ nghĩ. Ông Galen Weston Jr. hiện là giám đốc điều hành của cả Love Laws và George Weston Company. Ngoài Love Laws, ông Weston Sr. cũng điều hành công ty George Weston, một công ty mẹ của nhiều thương hiệu bánh và thực phẩm khác nhau, từ năm 1960 cho đến năm 2016. Lúc đó, ông nghỉ hưu nhưng vẫn giữ chức chủ tịch danh dự hầu hết các hoạt động hàng ngày của cả lớp Laws và Weston đều được giao cho con trai ông. Đế chế Weston được thành lập với George Weston, ông của Galen Weston Senior, người đã đặt nền móng cho đế chế bán lẻ lớp Laws và tập đoàn thực phẩm Weston, cũng như chuỗi cửa hàng thời trang Primark và cửa hàng bách hóa Holt Renfrew ở Canada. Brown Thomas ở Ireland và Selfridge ở Anh Quốc. Tiếp theo là một số tin tức thế giới tổng quan đáng chú ý khác. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi sau đây. Vaccine Moderna có hiệu quả trên 90% trong vòng 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai. Moderna cho biết vaccine COVID-19 của mình có hiệu quả là hơn 90% đối với virus ít nhất 6 tháng sau khi tiêm liều thứ hai, trích dẫn dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Moderna cho biết trong một thông cáo báo chí vaccine của họ có hiệu quả tới 95% đối với các ca COVID-19 nghiêm trọng. Moderna cũng cho biết, liều vaccine tăng cường hướng tới các biến thể lo ngại cho thấy sự gia tăng trong lượng kháng thể trong máu chống lại các chủng virus đã biết. Sau đây là một số cập nhật nhanh tình hình COVID-19 khác trên thế giới. Tính đến thứ ba, thế giới đã ghi nhận hơn 137 triệu ca nhiễm COVID-19. Số người tử vong vì đại dịch là gần 3 triệu người. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo rằng tất cả các quốc gia trên toàn cầu cần đánh giá lại tình hình thực tế hiện nay của đại dịch khi các lệnh phong tỏa được dỡ bỏ mặc cho số ca tử vong đã gia tăng liên tiếp trong 4 tuần và số các ca nhiễm mới tăng trong 7 tuần. Theo WHO, nhiều quốc gia ở châu Á và Trung Đông đang ghi nhận số lượng ca mắc mới tăng vọt với nguyên nhân chủ yếu là do sự chủ quan, hoang mang và không nhất quán trong các biện pháp y tế cộng đồng. Các chỉ số dịch bệnh vẫn gia tăng, bất chấp 780 triệu liều vaccine đã được cấp phép tiêm chủng khắp toàn cầu. Ở Brazil, các ca nhiễm coronavirus tăng ngoài tầm kiểm soát. Bang Sao Paulo và thành phố Rio de Janeiro được xếp hạng trong số những nơi tồi tệ nhất cả nước về số ca tử vong do COVID-19, nhưng cả hai đều đã nới lỏng các hạn chế di chuyển vào hôm thứ Hai. Tại châu Âu, thủ tướng Pháp đã đình chỉ tất cả các chuyến bay giữa Brazil và Pháp trong bối cảnh lo ngại về các biến thể của coronavirus. Pháp đã có 5,1 triệu ca nhiễm coronavirus kể từ khi đại dịch bắt đầu, con số cao nhất ở châu Âu và hơn 99.000 người đã tử vong. Nhật Bản lên kế hoạch xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý vào biển trong vòng 2 năm tới. Chính phủ Nhật Bản vừa đưa ra quyết định bắt đầu xả lượng lớn nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima vào Thái Bình Dương trong vòng 2 năm tới trong sự phản đối mãnh liệt của ngư dân và các nước láng giềng. Đây là quyết định đã được xem xét từ rất lâu, nhưng đã bị trì hoãn nhiều năm vì các quan ngại về mức độ an toàn cũng như sự phản đối dữ dội từ nhiều phía. Vừa qua, tại cuộc họp giữa các bộ trưởng nội các Lựa chọn xả thải đã được xem như phương án thực tế nhất hiện tại. Việc xả thải vào Thái Bình Dương sẽ bắt đầu trong khoảng 2 năm và toàn bộ quá trình dự kiến sẽ mất hàng thập kỷ. Nước thải phóng xạ đã qua xử lý này đã tích tụ nhiều năm, hiện đang được chứa trong các bể lớn ở nhà máy Fukushima từ năm 2011, sau khi động đất và sóng thần khiến các lò phản ứng bị hư hại, dẫn đến việc lây nhiễm phóng xạ và rò rỉ nước ở đây. Giữa những lo ngại về an toàn, chính phủ Nhật Bản đã nhấn mạnh rằng nước được lưu trữ trong các bể chứa sẽ không được xả ngay lập tức. Thay vào đó, nó sẽ được xử lý thông qua một hệ thống để loại bỏ hầu hết chất phóng xạ ngoại trừ tritium. Theo Tokyo Electric Power và chính phủ Nhật Bản, tritium không gây hại với liều lượng nhỏ. Họ nói thêm rằng các nhà khai thác lò phản ứng hạt nhân trên khắp thế giới thường xuyên thải tritium ra biển và không khí. Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết, nước này sẽ chỉ được thải ra sau khi được pha loãng đến mức thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Quá trình pha loãng và xả sẽ được giám sát bởi các bên thứ ba, bao gồm Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, cơ quan IAEA. Tuy nhiên, Nhật Bản đã không thể xoa dịu nỗi lo sợ của các nước láng giềng Hàn Quốc và Trung Quốc. Hàn Quốc đã lên tiếng quan ngại nghiêm trọng về kế hoạch xả nước của Nhật Bản, nói rằng quyết định này có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự an toàn của người dân Hàn Quốc và môi trường xung quanh trong tương lai. Trung Quốc cũng kêu gọi Nhật Bản xử lý việc xả nước thải một cách có trách nhiệm. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết, Nhật Bản đã không sử dụng hết các phương pháp xử lý an toàn và không tiến hành tham vấn đầy đủ với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Hoa Kỳ thể hiện sự ủng hộ đối với quyết định của Nhật Bản. Giá Bitcoin đạt mức kỷ lục trước thêm sàn giao dịch tiền ảo Coinbase niêm yết cổ phiếu. Vào thứ ba hôm nay, giá trị của tiền ảo Bitcoin đạt mức kỷ lục là 62.741 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, việc sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hoa Kỳ Coinbase sắp sửa được niêm yết cổ phiếu trở thành công ty đại chúng trên sàn nasdaq vào thứ tư được xem là một chiến thắng mang tính cột mốc cho cộng đồng người ủng hộ tiền ảo bitcoin bitcoin hiện đang là dòng tiền điện tử lớn nhất thế giới đồng thời ngày càng trở nên phổ biến trong xu hướng đại chúng khi được chính thức chấp nhận là một hình thức đầu tư và thanh toán vào thứ ba giá trị của nó đã tăng lên đến năm Nhìn chung, mức vốn hóa thị trường của tiền điện tử đã đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử ở mức 2.000 tỷ đô la Mỹ hồi đầu tháng này. Sự gia tăng gấp nhiều lần của tiền điện tử cũng được thúc đẩy bởi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản có lợi suất cao trong bối cảnh lãi suất thấp. Tuy nhiên, việc này đã khiến các ngân hàng đầu tư lớn cảnh báo về bong bóng đầu cơ. Công ty vận chuyển đi lại Grab niêm yết với trị giá 40 tỷ đô la Mỹ là một thương vụ của SPAC lớn nhất từng được ghi nhận. Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển đi lại, khởi nghiệp có trụ sở tại Singapore, đã thông báo sẽ hợp nhất với một công ty mua lại có mục đích đặc biệt, gọi là SPAC, được hỗ trợ bởi Altimeter Capital trong một thỏa thuận mở đường cho việc niêm yết tại New York. Thỏa thuận này định giá Grab vào khoảng 39,6 tỷ đô la Mỹ. Theo Dealogic, con số này cao hơn gấp đôi so với khoảng 16 tỷ đô la mà công ty được định giá lần trước và sẽ đánh dấu thương vụ SPAC lớn nhất từ trước đến nay. Kỷ lục SPAC trước đó được nắm giữ bởi United Wholesale Mortgage, một nhà cung cấp dịch vụ cho vay mua nhà của Mỹ, đã đạt được mức định giá là 18,3 tỷ đô la vào mùa thu năm ngoái. Theo thỏa thuận này, Grab huy động hơn 4 tỷ đô la Mỹ tiền mặt từ các nhà đầu tư, bao gồm Fidelity, BlackRock, Tero Price, quỹ tài sản quốc gia Abu Dhabi Mubadala và chi nhánh đầu tư của chính phủ Singapore tên Tamasek, công ty Altimeter Capital của Mỹ đang đầu tư 750 triệu đô la Mỹ. Grab có kế hoạch bắt đầu giao dịch trên Nasdaq với biểu tượng mã là Grab (GRAB) trong những tháng tới. Grab được thành lập vào năm 2012 và nhanh chóng vươn lên trở thành công ty tư nhân có giá trị nhất Đông Nam Á. Nó đã mua lại mảng kinh doanh Đông Nam Á của Uber vào năm 2018 và từ đó mở rộng sang nhiều dịch vụ khác bao gồm giao đồ ăn, thanh toán kỹ thuật số và cả dịch vụ tài chính. Trong những năm gần đây, công ty đã trở thành nhà cung cấp siêu ứng dụng cho phép người dùng làm mọi thứ từ đặt xe đến mua bảo hiểm và các khoản vay. Hoạt động kinh doanh của Grab có hơn 25 triệu người dùng hàng tháng trong gần 430 thành phố ở 8 quốc gia. Theo giám đốc điều hành của Altimeter Capital, Grab có thể được so sánh là một kết hợp của Uber, DoorDash và Ant Financial, tất cả trong một ứng dụng duy nhất. Cảnh sát trưởng từ chức sau cái chết của John Wright tại Minnesota một cảnh sát người da trắng tại Minnesota đã bắn chết một người đàn ông da đen khi anh dừng tại đèn giao thông ở ngoại ô Minneapolis. Cảnh sát trưởng của thành phố đã từ chức hôm thứ Ba trong một động thái mà thị trưởng hy vọng sẽ giúp hàng gắn cộng đồng và dẫn đến hòa giải sau hai đêm biểu tình và tình trạng bất ổn. Cảnh sát viên Kim Potter và cảnh sát trưởng Tim Cannon đều từ chức hai ngày sau cái chết của Don Wright, 20 tuổi, ở Brooklyn Center, Potter đã nghỉ hành chính sau vụ nổ súng hôm Chủ nhật, xảy ra khi khu vực Minneapolis đang sôi sụp trong phiên tòa xét xử người đầu tiên trong số 4 cảnh sát liên quan đến cái chết bi thảm của George Floyd. Ông Gannon tin rằng cô Potter đã lấy nhầm súng khi tìm súng điện của mình. Có thể nghe thấy cô hét lên súng điện, súng điện trong đoạn video trên máy quay của cảnh sát. Wright đã bị bắn khi cảnh sát đang cố gắng bắt giữ anh theo một trác lệnh Hồ sơ tòa án cho thấy Ray đang bị truy lùng sau khi không ra hầu tòa với cáo buộc bỏ trốn khỏi các sĩ quan và sở hữu súng không có giấy phép trong cuộc chạm trán với cảnh sát Minneapolis vào tháng 6. Theo văn phòng giám định y tế Hark Hennepin, anh chết vì một vết đạn bắn vào ngực. Một đứa trẻ 11 tuổi ở bang Texas, Hoa Kỳ bị bắn chết sau khi những đứa trẻ khác tìm thấy súng trong xa hơi một đứa trẻ 11 tuổi đã vô tình bị bắn chết khi đang đợi cùng hai cậu bé khác trong một chiếc xe hơi ở bãi đầu xe của Walmart vào hôm Chủ nhật. Các sĩ quan cảnh sát nói rằng các cậu bé tìm thấy một khẩu súng trong xe và đứa trẻ nhỏ nhất 9 tuổi đã vô tình bắn nạn nhân. Chủ sở hữu chiếc xe là một phụ nữ 32 tuổi không có trong xe vào thời điểm đó. Cậu bé đã chết khi được đưa đến bệnh viện. Mẹ của em là bà Kiyamber Matlock đã xác định em là Desmond Ray Brown Jr. Bà Matlock nói rằng con trai bà đang đi thăm bạn của mình vào thời điểm đó và cả ba cậu bé đều được mẹ của những người bạn đó chăm sóc. Bà nói rằng người mẹ đang đi mua sắm khi các cậu con trai tìm thấy khẩu súng. Không rõ liệu người mẹ đó có biết rằng có súng ở trong xe hay không. Sau đây là cập nhật nhanh về đồng đô la Canada và giá vàng. Vào cuối ngày giao dịch hôm nay, đồng đô la Canada bằng 0,7966 đô la Mỹ và bằng 0,6674 đồng euro theo Bank gốc Canada. Trong khi đó, thì 1 đô la Canada bằng 18.417 đồng Việt Nam theo x com vào tối ngày 13 tháng 4. Giá vàng giao ngày đang tăng ở mức 1.743,83 đô la Mỹ một ounce. Rất cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi bản tin Canada của ngày 13 tháng 4 hôm nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Một lần nữa Hoàng Anh xin kính mời các bạn đăng ký subscribe và nhấn nút chuông để được thông báo các video tin tức tiếp theo. kênh Culture Channel của chúng tôi có các video tin tức cập nhật hàng ngày cũng như các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật liên tục trong tuần. Mời các bạn đón theo dõi và xin hãy giúp Culture Channel chia sẻ video để thêm nhiều bạn được biết tin tức cũng như là nguồn động lực để giúp chương trình có thể được tiếp tục. Rất cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chúc các bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Có lẽ bạn cho rằng hành vi đến thăm bạn bè khi rảnh rỗi là chuyện bình thường, vô thưởng vô phạt. Thế nhưng trong lúc chúng ta bình thản sinh sống như mọi ngày, thì một số người vì hành vi của chúng ta mà họ đang vùng vẫy để sống còn. Trong lúc nhiều người vẫn chưa đến lượt chết ngừa, và trước khi tất cả mọi người đều được chích ngừa COVID-19, xin quý vị cố gắng ở nhà và chỉ ra ngoài khi tối cần thiết. Muốn biết thêm chi tiết, quý vị có thể đến trang mạng covid19/ontario.ca. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.